Cắt xong rồi về các bạn. Còn hai cầu lúa nó chắc là nhóc nó chạy đang chạy sao nó quay các bạn xem. Còn là 70 lết.
vô. Coi cầu lúa rồi đây. Nghe cầu lúa. Cầu kia thành. Cầu này chạy dữ rồi. Còn bữa xưa còn lên mình sẽ vào trước đi, theo dốc lúa sớm. Rồi, rồi các bạn ơi. Đây còn mấy đám, chắc ngày cắt, mẹ nó chạy tốt rồi, nó chạy ra. Rồi, bye các bạn. Để tôi kịp ra, về.